Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sau 30 năm tái lập tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Lào Cai đã gắn bó đồng hành, khẳng định dấu ấn đóng góp chung vào sự phát triển đi lên của Lào Cai. Cùng với những nỗ lực vượt khó vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp Lào Cai đang phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi thiết thực hướng về sự kiện tái lập tỉnh. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục hôm nay. Mở đầu sẽ là những thông tin nổi bật về hoạt động của Ban chỉ đạo kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai vừa họp bàn thống nhất kế hoạch nắm bắt tiến độ các công trình dự án chào mừng kỷ niệm. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thống nhất các hoạt động trong dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh gồm lễ tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, tổ chức gặp mặt tri ân, tổ chức lễ kỷ niệm. Dự kiến có 28 dự án chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai, trong đó 14 dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 1 tháng 10 năm 2021. Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo nêu rõ, các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh mở đầu cho hàng loạt các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội cho năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16. Trong thời gian tới, các cấp các ngành địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền về những thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong 30 năm tái lập, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Xem xét việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai năm 2021 và các hoạt động bên lề để tạo không khí vui tươi phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chúng ta thống nhất như vậy, văn phòng có thông báo kết luận và hàng tuần văn phòng tỉnh ủy sẽ tập hợp báo cáo lại kết quả triển khai của cái 30 năm tái lập, đến đâu, chỗ nào cần chậm, chỗ nào cần phải đôn đốc, chỗ nào cần phải nhắc nhở cho nó đúng tiến độ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tất cả các sở ngành, các cơ quan đơn vị địa phương cần tiếp tục đôn đốc để công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai hoàn thành đúng thời gian quy định. Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Apatit Việt Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động của công ty. Từ đầu năm đến nay, dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng với nhiều giải pháp đồng bộ, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Apatit Việt Nam tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 3 tháng đầu năm đạt trên 744 tỷ, tăng 24%. Lợi nhuận trước thuế đạt 32,5 tỷ đồng, tăng 54%, đóng góp ngân sách nhà nước 98 tỷ đồng. Năm 2021, công ty phấn đấu đạt giá trị sản xuất công nghiệp 2.349 tỷ đồng, doanh thu trên 2.626 tỷ đồng. Đánh giá những nỗ lực và kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong yêu cầu công ty cần quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, tiếp tục tạo ra những áp lực cho chính mình bằng cách đưa ra những mục tiêu cao hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động đổi mới từ máy móc thiết bị cho đến công tác quản lý nhằm tăng tính cạnh tranh thị trường. Điểm mới của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 đang được Cục Thống kê Lào Cai tổ chức triển khai là ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn điều tra. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 sẽ tiến hành điều tra khối doanh nghiệp hành chính và đơn vị sự nghiệp bằng hình thức trực tuyến. Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế để có cơ sở đánh giá về số lượng, quy mô và lao động, kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động địa phương theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý. Tại Lào Cai dự kiến có 6.021 doanh nghiệp, 689 đơn vị sự nghiệp, 41 hiệp hội và hơn 26.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh được hướng dẫn kê khai thông tin theo từng nội dung theo quy định. Cơ quan chuyên môn bố trí 54 điều tra viên khối doanh nghiệp và 47 điều tra viên khối đơn vị sự nghiệp, hiệp hội tham gia lần này. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chung đại dịch COVID-19 vẫn đang tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Lào Cai đang thể hiện sự nỗ lực linh hoạt và chủ động trong duy trì sản xuất, kết nối bạn hàng và tìm kiếm thị trường mới. Với vai trò là mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai, Hiệp hội Doanh nghiệp đang tổ chức phát động hàng loạt các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực hướng về sự kiện 30 năm tái lập tỉnh.
phóng viên chuyên mục đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Lào Cai về khí thế thi đua của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Lào Cai hướng tới sự kiện trọng thể này. Xin được cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn. Xin ông cho biết về một số mục tiêu trọng yếu trong phương hướng hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Lào Cai trong năm 2021 ạ. Năm 2021 thì năm đầu tiên thực hiện cái chương trình hành động của tỉnh Đảng bộ, thì cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lào Cai thì cũng luôn luôn phấn đấu, quyết tâm giành thắng lợi cao nhất về các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Ban chấp hành hiệp hội cũng như cộng đồng doanh nghiệp cũng xác định rằng là luôn luôn đưa ra những cái mục tiêu để làm sao mà chúng ta phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tạo được công ăn việc làm cho nhiều người lao động. Thế và đối với Hiệp hội Doanh nghiệp thì luôn luôn tổ chức tốt các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ, và thậm chí là đối với năm 2021 thì ngay từ đầu lãnh đạo Hiệp hội cũng đã có những cái chủ trương, đó là làm sao mà cộng đồng doanh nghiệp phát huy những thành tích đã đạt được, phát triển phấn đấu để làm sao hoàn thành thắng lợi phát triển kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp cũng đã xác định được những cái trách nhiệm và những phần việc làm để tạo ra được một cái khí thế mới, tạo ra được những cái phong trào thi đua yêu nước của năm 2021, và đặc biệt rằng là sẽ xuyên suốt trong cái một nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Trong bối cảnh chung đại dịch Covid thì vẫn đang tiếp tục tác động mà ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thì đâu là những khó khăn mà vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai cần phải vượt qua thưa ông? Cộng đồng doanh nghiệp cũng xác định rằng vừa phòng chống dịch và cũng tìm ra được những cái giải pháp mới trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm ra những cái cơ hội trong cái phòng chống dịch. Ví dụ như cái doanh nghiệp về dịch vụ thương mại thì các doanh nghiệp cũng đã tìm ra được những cái đối tác, những bạn hàng tại các địa phương và tại các tỉnh thành. Trước đây thì nhiều doanh nghiệp có những cái mối liên kết làm ăn giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước bạn. Tuy nhiên thì tại cái thời điểm này thì các doanh nghiệp cũng đã tìm ra được những cái đối tác, những bạn hàng trong nước và liên kết được với những cái thương hiệu, những cái sản phẩm mới, thì từ đó tạo ra được những cái dịch vụ trong nước, tiêu thụ các sản phẩm, các dịch vụ trong các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh. Trong thời gian qua thì Đảng và Nhà nước cũng như Chính phủ đã có những cái gói hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng do cái dịch bệnh, thì mong rằng là cái gói hỗ trợ đó nó sẽ hạ những tiêu chí để làm sao mà các tổ chức cá nhân để hướng được tới những cái gói dịch vụ đó. Ngày 1 tháng 10 năm 1991 thì tỉnh Lào Cai được tái lập từ mái nhà chung tỉnh Hoàng Lương Sơn. Vậy thì hướng về sự kiện này, xin ông cho biết về các cái hoạt động mà các phong trào thi đua mà Hiệp hội Doanh nghiệp Lào Cai đã phát động. Sau 30 năm gắn bó trưởng thành thì rất nhiều các doanh nghiệp đã xây dựng và trưởng thành gắn bó với tỉnh. Không phải chỉ là phong trào thi đua của những năm 2020, 2021 mà để kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh đâu, mà cộng đồng doanh nghiệp cũng đã thấy rằng với cái vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp, các phong trào thi đua phát triển sản xuất kinh doanh, thế và thu nộp ngân sách, rồi cũng như các phong trào, các quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ vào công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thì cộng đồng doanh nghiệp cũng luôn chung tay chung sức cùng với tỉnh, cùng với các cơ quan mặt trận tổ quốc tỉnh luôn phát động những cái phong trào, và đã có những cái kết quả rất tốt. Chúng tôi cũng đã cùng với cộng đồng doanh nghiệp luôn tổ chức các phong trào thi đua của gắn với cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Thế và các doanh nghiệp thì tham gia các khối thi đua của tỉnh thì luôn luôn có những cái phát động phong trào riêng, cùng nhau thi đua trong các khối của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn ông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên chuyên mục với ông Nguyễn Huy Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Lào Cai về khí thế thi đua của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Lào Cai hướng tới sự kiện 30 năm tái lập tỉnh.
Từ đây thì thời lượng dành cho chuyên mục đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.